Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay phía trước của tòa đại sứ quán của Cộng hòa Trung Hoa tại Berlin. Và phía sau lưng tôi, các bạn nhìn thấy lá cờ màu đỏ gồm có một sao to và bốn sao nhỏ ở xung quanh, và phía dưới là một cái quốc huy của Trung Quốc. Ở đây vốn là một tòa nhà trước đây thời Cộng hòa Dân chủ Đức, thời Cộng sản, là một tòa nhà của công đoàn, và sau khi nước Đức thống nhất thì Trung Quốc đã mua lại và cải tạo thành một cái khu vực đại sứ quán khổng lồ ở ngay thủ đô Berlin ở đây. Và cũng ngày hôm nay chúng ta chứng kiến việc Mỹ đã chính thức nói rằng gọi Trung Quốc là gọi nhà cầm quyền Trung Quốc là chế độ côn đồ. Và cái thông tin đó thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm trên những cái thông tin đại chúng khác. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy của phía Mỹ đã đưa thông tin này. Đây là người phát ngôn của Mỹ đã đưa, và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay, hôm 8 tháng 8 gọi Trung Quốc là chế độ côn đồ vì đã tiết lộ hình ảnh và các thông tin cá nhân của một nhà ngoại giao Mỹ, người gặp gỡ các lãnh đạo sinh viên của phong trào dân chủ Hồng Kông. Lời lên án nặng nề hiếm thấy này được đưa ra trong lúc Bắc Kinh và Washington đang lâm vào cuộc thương chiến giữa những cái tranh cãi khác nhau. Tờ Taku Pau ở Hồng Kông đăng ảnh một nhà ngoại giao Mỹ mà họ xác định danh tính là Julia Eden, phụ trách khâu chính trị của tòa lãnh sự Mỹ, gặp gỡ với các sinh viên tại một khách sạn sang trọng. Tôi không cho là việc tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh của một nhà ngoại giao Mỹ, tên tuổi, con cái, tôi không cho việc đó là một sự phản kháng đúng thủ tục. Đó là điều đó là một chế độ côn đồ sẽ làm phát. Đây là phát ngôn viên của ngoại giao Mỹ Megan Thakut nói trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 8. Và bà nói rõ đó không phải là cách hành xử của một quốc gia có trách nhiệm. Và đây là cái thông tin mà các bạn có thể tham khảo thêm ở những cái mạng truyền thông khác mà trong nước dường như là không đăng. Đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy phát ngôn viên của Mỹ. Và ngoài ra thì trước đó các bạn cũng đã biết Trung Quốc liên tục bị Mỹ nói rằng đã ăn cắp công nghệ của Mỹ và copy những cái hãng nhãn mác hàng hóa của Mỹ để bán với giá rẻ mạt ở khắp nơi trên thế giới. Sở dĩ ở Mỹ, nước Mỹ giàu mạnh và các nước châu Âu và các nước dân chủ và văn minh phát triển được bởi vì họ bảo vệ được cái bản quyền của họ cũng như bảo vệ được cái nhãn mác hàng của họ, và Trung Quốc hiện nay đang vi phạm rất trầm trọng. Chính vì vậy nếu các bạn đến Trung Quốc thì các bạn sẽ tìm mua được những chiếc túi của Louis Vuitton, những cái hàng hóa của Mỹ được bị làm giả, và từ không những thế bán ở Trung Quốc mà những cái công ty này của họ đã xuất khẩu sang khắp nơi trên thế giới, và điều đó gây nguy hại rất lớn đối với cả những cái người nghiên cứu, nhà sản xuất và những cái hãng danh chính ngôn thuận sở hữu những cái nhãn hiệu đó. Và ngoài ra thì phía Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc là ngừng, chấm dứt ngay lập tức những cái chiếm đoạt sở hữu trí tuệ, bởi vì các bạn đã biết bất cứ một phát minh nào đều được nghiên cứu và được bỏ ra hàng trăm triệu, hàng tỷ USD ra để nghiên cứu ra một sản phẩm và ra một cái công nghệ. Và Trung Quốc họ đã dùng những cái kỹ thuật khác nhau, họ ăn cắp công nghệ đó và họ sản xuất đại trà, họ bán rẻ khắp nơi trên thế giới. Đó là điều mà Mỹ đang đấu tranh. Mà các bạn đã thấy hình ảnh trực tiếp của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường xuyên xuất hiện ở trên rất nhiều những cái phương tiện truyền thông ở trên thế giới. Tuy nhiên với sự xuất hiện này thì ông Donald Trump luôn luôn cảnh báo ông Tập Cận Bình và về vấn đề không nên sử dụng những cái biện pháp bất hợp pháp để lấy cắp những công nghệ và copy những cái hàng hóa nhãn hàng của Mỹ cũng như những việc khác. Và chính điều được khi Trung Quốc chưa làm được những điều mà Mỹ yêu cầu, chính vì vậy mà Mỹ đã liên tục áp thuế lên hàng trăm tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Và ngoài ra thì phía Trung Quốc cũng đáp trả bằng hình thức là dừng nhập khẩu những cái sản phẩm nông nghiệp của Mỹ và hạ giá đồng tiền yuan của mình. Điều đó sẽ gây tác hại rất lớn đối với cả kinh tế không phải chỉ của Trung Quốc và với Mỹ và với nhiều nước khác, và trong đó có Việt Nam. Và các bạn biết đồng tiền yuan của Trung Quốc đã được đưa sử dụng rất rộng rãi ở trên các nơi trên thế giới, và ngay cả Việt Nam thì cũng đã có văn bản chính thức cho phép sử dụng cái đồng tiền yuan này ở các vùng biên giới phía Bắc. Nhưng cái việc kiểm tra và kiểm soát đó không thể được xác định một cách rõ ràng, bởi vì những đồng tiền đó sẽ theo chân những cái nhà buôn khác nhau đi vào khắp nơi ở Việt Nam để họ thay thế đồng tiền Việt và sử dụng đồng tiền này để mua bán nông thổ sản cũng như là sở hữu những cái bất động sản khác mà Việt Nam không thể kiểm soát được. Đấy là điều rất nguy hiểm.
Điều nguy hiểm tiếp theo nữa là với những cái đồng tiền rẻ, hạ giá đồng tiền nhân dân tệ xuống so với các đồng tiền nước khác, thì hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập và sẽ rất rẻ. Tức là họ sẽ đưa hàng hóa sản xuất ra và họ bán không những với sang Mỹ mà sang các nước châu Á và kể cả Việt Nam với giá rẻ hơn. Thì như vậy đương nhiên hàng ở Việt Nam sẽ cạnh tranh ngày càng khó khăn đối với hàng Trung Quốc và chật vật hơn với hàng Trung Quốc. Ngoài ra Việt Nam lại có chính sách mở cửa cho du lịch Trung Quốc, có người Trung Quốc có thể đi xe vào Việt Nam, đi thẳng vào Việt Nam, và đấy là cái điều mà phía Việt Nam sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi khi mà cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã không kiểm soát được đối với cả những cái nước xung quanh, và họ sẽ lợi dụng những điều đó để bắt nạt Việt Nam. Và ngoài ra thì Mỹ cũng đã phản ứng về việc là Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam và hạn chế cái tự do hàng hải ở Việt Nam ở bờ biển Đông. Điều đó dẫn đến việc Mỹ đã ra thông cáo báo chí nói rằng Trung Quốc không được bắt nạt Việt Nam là một cái nước ở bên giáp biên giới với Trung Quốc. Và ngoài ra thì phía Mỹ cũng đưa ra những cái thông tin và phản đối cái việc Trung Quốc đưa tàu vào tuần tra và vào trong cái thềm lục địa của Việt Nam, đó là vùng 200 hải lý. Và không những thế mà Trung Quốc đã đưa tàu ra Biển Đông để tiếp tục tập trận. Ở đây là hình ảnh các bạn thấy là cái chiến hạm Phượng Hoàng của Trung Quốc đã được đưa ra tập trận trong 2 ngày vừa qua. Và điều này đã gây ra một cái phản ứng rất dữ dội ở trên thế giới, đặc biệt là ở những cái nước phương Tây, bởi vì họ thấy rằng là Trung Quốc đã tìm mọi cách để đe dọa những cái nước khác bằng vũ khí, bằng những cái vũ lực như thế này, thì là cái điều mà không thể chấp nhận được trong cái việc mà thương mại cũng như là trong cái quan hệ quốc tế hiện nay. Và không những thế thì Trung Quốc dường như đang chuẩn bị có những cái động thái đối với những cái người biểu tình ở Hồng Kông. Và đây các bạn nhìn thấy hiện nay ở Hồng Kông liên tục biểu tình, bởi vì là họ đã phản đối dự luật dẫn độ đang được đề xuất ở Hồng Kông. Tức là có nghĩa Trung Quốc có thể đưa những cái người mà bị bắt ở Hồng Kông, hoặc là kể cả người nước ngoài, nếu đến Hồng Kông mà họ cho rằng đấy là phạm tội Trung Quốc ở Trung Quốc, thì họ cũng có thể bắt giữ ở đây và họ dẫn sang Trung Quốc để họ xét xử. Thì như vậy là ngay cả những khách du lịch, ngay cả người Việt Nam và nhiều nước khác, nếu đến Hồng Kông thì cũng có thể đối diện với cái việc mà sẽ bị bắt ngay lập tức và dẫn độ sang Trung Quốc để họ xét xử. Và cái điều này là dẫn đến việc là hàng trăm ngàn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối những thay đổi trong dự luật dẫn độ cho phép nghi phạm được đưa tới xét xử tại tòa ở Trung Quốc. Thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo thêm những cái thông tin về biểu tình Hồng Kông vẫn đang tiếp tục tiếp diễn trong thời gian qua. Và ngoài ra thì Trung Quốc cũng liên tục đưa ra cái yêu sách là đường lưỡi bò của mình. Và các bạn thấy họ đã vẽ cái đường lưỡi bò rất rộng lớn và họ nuốt gần như trọn Biển Đông của Việt Nam. Và điều này là làm cho Việt Nam không thể không có cái cân nhắc có những quan hệ kinh tế thương mại và bây giờ phải quan hệ quân sự với nhiều nước khác trên thế giới, mà trong đó có Mỹ là một nước mà luôn luôn ủng hộ cái nền tự do và dân chủ. Và đặc biệt họ luôn luôn muốn đây là một cái vùng tự do hàng hải, bởi vì nó đưa đến một cái doanh thu rất lớn cho tất cả các nước trên thế giới với hơn 5.000 tỷ USD được buôn bán qua cái vùng này, mà Trung Quốc nói rằng là đây là vùng biển của họ. Và chính vì Trung Quốc đã đưa ra những cái động thái gây vũ lực, tạo áp lực đối với Việt Nam và Philippines cũng như nhiều nước khác ở cái vùng biển này, vậy cho nên Mỹ cùng đồng minh của mình đã bắt đầu có động thái cụ thể, đó là việc họ đưa những cái tàu sân bay, bắt đầu đưa tàu sân bay vào Biển Đông. Đấy, thì hiện nay ngày hôm nay thì các bạn cũng đã nhận thấy là tàu sân bay này là đang được Ronald Reagan đang chở khoảng hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu được sử dụng cho các hoạt động tác chiến điện tử và chống ngầm, nó đang di chuyển vào Biển Đông đi theo hướng Philippines. Đây là chiếc tàu sân bay rất lớn. Và khi nước Mỹ công bố cái thông tin là tàu sân bay của Mỹ bắt đầu đi vào Biển Đông, thì lập tức là tàu Hải Dương 8 cùng với cả một số tàu hộ tống của tàu Trung Quốc đã rút khỏi cái bãi tư chính và đi về một cái quần đảo gần đó. Thì liệu phải chăng là dưới sức ép của quốc tế, dưới sức ép quân sự của Mỹ và các nước phương Tây, ngay cả châu Âu, một cái nơi mà rất ôn hòa từ trước đến nay, đã đưa ra cái phản đối trực tiếp cái việc Trung Quốc là cần phải tôn trọng cái hiến pháp quốc tế cũng như là những hiệp ước đã được ký kết để đảm bảo cái hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông này. Vậy nên Trung Quốc đã rút tàu khỏi cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên đây chỉ là việc giúp tạm thời, bất cứ lúc nào khi mà Mỹ đi qua, khi mà mọi người châu Âu và các nước khác ít để tâm tới, thì Trung Quốc sẽ lại tiếp tục gây hấn và tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam trong cái thời gian tới. Và để đề phòng cái trường hợp đó tiếp diễn xảy ra,
thì ngay bây giờ và ngay hiện nay thì Mỹ đã bắt đầu là khởi động chương trình là đặt các cái tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Á. Đây là hình ảnh các bạn thấy, đây là một chiếc tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Mỹ, và ngoài ra thì những cái chiến hạm của Mỹ cũng như những tàu sân bay đều có chứa những tên lửa như vậy, và rất nhiều tên lửa hạt nhân đã được bố trí trên những chiếc tàu như vậy đó. Nhưng Mỹ mong muốn trong thời gian tới sẽ đặt trên một cái căn cứ quân sự cố định ở một nước nào đó ở châu Á để bảo vệ cái việc đi lại tự do hàng hải, cũng như để phòng tránh việc Trung Quốc là một nước quá khích, họ đã gây ra có thể gây chiến bất cứ lúc nào đối với Việt Nam, đối với các nước xung quanh. Và đây là cái điều mà Mỹ muốn nhắn gửi tới Trung Quốc, là cái nước mà đang tìm mọi cách để thôn tính Biển Đông của Việt Nam. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 9 tháng 8 năm 2019, về việc Mỹ chính thức gọi nhà cầm quyền Trung Quốc là chế độ côn đồ. Và qua cái thông tin này, hy vọng rằng chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nhận ra được cái người bạn tốt của mình không còn tốt nữa, và phải hết sức đề phòng cũng như là tăng cường cái quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác quân sự với các nước phương Tây để đảm bảo cái tự do, đảm bảo cái an ninh của mình. Ngoài ra cần phải thay đổi mới thể chế để có thể mạnh mẽ hơn, đó là cái sự dân chủ hóa đất nước với nhiều đảng tham gia, và tự do báo chí, tự do biểu đạt được thực hiện, và thả tất cả các tù nhân chính trị mà Việt Nam đã bắt nhốt trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ. Các bạn hãy cập nhật những thông tin này và bình luận ngay dưới video để chúng tôi có thể cung cấp thêm những thông tin mà các bạn có yêu cầu. Chào các bạn.